Mời cả nhà nghe nhạc phẩm dễ thương Đoạn Tuyệt của Thái Thịnh, nghệ sĩ Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc trung tâm UNESCO văn hóa thông tin truyền thông lưu niệm. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nghèo đường năm xưa, giờ vẫn lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa, còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho nhau, đẹp trong phút giây ban đầu. Tưởng là bên lâu, ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày, bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiên cho tôi, từ khi chót thương em rồi. Cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi em hãy cười, tiếng vui với người. Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu, nào có được gì đâu. Người càng níu kéo, càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề ý nghĩa vì đâu có thương yêu gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Kỳ vọng bao nhiêu, nào có được gì đâu. Người càng níu kéo, càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề ý nghĩa vì đâu có thương yêu gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời.